Roll another. Yeah. Okay. Xin chào các bạn, đây là PT. Hôm nay mình có một người bạn Khóa, xin chào các bạn. PT hôm nay chơi một cái game rất là vui. Mình tên của game này là Giả Vờ Làm Quen. Cái thế game này là ví dụ PT đang chọn một người gì đó. Thoa đang đứng ở phía sau và PT đến người đó làm quen, mà thật sự làm quen với Khoa ở phía sau chứ không phải là người đó. Là mình lấy cái bất ngờ của người đó và tặng bông hay là tặng gì đó, suy tử. Giờ các bạn hãy xem cho vui. Chào. Boom. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. I'm taking it next semester and I know why, man. Yeah, cause I got high. Because I got high. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. Yeah. No, you weren't. Tặng cho em. Because I got high. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. Now I'm a paraplegic and I know why. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna get you too. Chào các bạn, bây giờ các bạn đã thấy là mình thành công đúng không? Đúng. Nhưng mà rất là vui. Tại vui. Khi người ta nghĩ là mình tặng bông hoa hoặc là sư tử hoặc là quá đơn hay gì đó, hoặc là bắt tay á, nghe là mình. Nếu mà các bạn muốn chơi thì game này á thì thử chơi. Bye. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau. Bye. Boom. Boom.